Xin chào thể các bác và các anh em. Có một cái bác ở Bình Định, bác ấy làm kinh doanh karaoke. Và bác ấy đang cần một chiếc vang mà có một cái âm bát nó đầy đặn. Thì những chiếc vang nào sẽ có một cái chất âm của phần âm bát nó đầy đặn. Đó là vang số X12. Bởi vì em là cái người mà được va chạm rất nhiều loại vang số thì em cũng biết đánh giá về cái chất âm ở trên từng chiếc vang số. Thì bác này trước đây đã gửi cho em chiếc Mango 12DB, tức là cái dòng vang số LR Sun 3.1. Chính ra chiếc Mango 12DB này là cái dòng vang số LR Sun 3.1. Thì đối với LR Sun 3.1 ấy, thì chất âm của LR Sun 3.1 là một cái dòng vang số sáng âm, là một cái dòng vang số là rất là sáng âm. Và bác này khi mà như vậy là sử dụng chiếc LR Sun, gọi là LR Sun đi, 12dB thì nó cũng tương đồng như LR Sun 3.1. Thì khi mà sử dụng cho cái hệ thống âm thanh karaoke thì cảm nhận được rằng là nó thiếu bát. Thì rõ ràng là như vậy là LR Sun so với lại 12, kể cả hàng bãi hàng mới ấy, so với vang số X12 hàng bãi mới là một cái dòng vang số thiếu bát và hơi sáng, sáng âm. Trong khi như vậy là loa của bác này đang sử dụng là BMB 3012 loa full, thì cái chất âm của cái giải cao của BMB ấy cũng rất là tốt rồi. Chất âm của giải cao BMB rất tốt, nhưng nó lại thiếu về cái âm bát. Thì X12 sẽ đáp ứng được, sẽ đáp ứng được về cái giải âm thấp. Bởi vì là em rất là hiểu trên từng chiếc vang số. Và trên X12 ấy thì em vẫn tư vấn cho anh em ấy là khi làm X12 ấy là nhiều bộ dàn nó phải giảm âm trầm và trung trầm rất nhiều. Bởi vì cái đặc tính ở trên X12 ấy là âm bát đầy đặn và thậm chí là nhiều khi còn dư. Nhiều bộ dàn là dư âm bát. Nếu các anh em đang sử dụng những đôi loa mà đang là nhiều âm bát ấy thì đưa X12 vào là dư bát. Cho nên cái đặc tính ở trên vang số nó sẽ nhiều hơn đặc tính trên loa. Khi các anh em mua loa rồi ấy mà cần tư vấn những chiếc vang số để cho phù hợp ấy thì sẽ có nhiều chiếc vang số nó có cái đặc tính về âm sắc cũng như effect nó phù hợp. Giả dụ như là nếu các anh em đang sử dụng bộ dàn mà nó dư bát chẳng hạn thì có thể là D4 hoặc có thể Siso. Nếu như một cái bộ dàn mà như vậy là nó đang thiếu bát thì có thể là X12 hoặc là Theta nhá, hoặc là Theta K6, K6E là những chiếc vang số mà âm bát rất tốt. Thế cho nên là một cái vấn đề là khi các anh em mua vang số ấy, là các anh em cần cái sự tư vấn của cái người làm. Bây giờ một cái bộ dàn mà đang thiếu bát thì lại mua một chiếc vang sáng. Một cái bộ dàn mà đang dư bát thì mua một chiếc vang là đầy bát. Dòng vang số X12 thì các anh em xem em chia sẻ rất nhiều về cái phương pháp căn chỉnh, kể cả về phần nhạc và phần mic, các bác thấy rằng là giảm trầm và trung trầm rất nhiều như thế này. Bởi vì bản thân X12 là cái dòng vang số mà âm bát rất là lực, kể cả là trên full nhá, trên cổng main là đưa ra tín hiệu loa full, và trên cổng súp cũng rất là lực. Thế thì bây giờ một cái bộ dàn mà nó đang dư bát lại chọn mua X12. Em bán vang số nhưng không phải loại nào em cũng khen hay để bán. Không phải loại nào em khen hay để bán. Mà quan trọng nhất là phải tư vấn cho anh em là chọn cái vang gì cho nó phù hợp. Vang thì em có nhiều loại, Siso cũng có 4-5 loại, rồi X5 cũng có, rồi X12 cũng có, rồi Sơn Sui E80 cũng có. Cho nên là em vẫn tư vấn qua anh em ấy, khi đi mua phải là cần cái sự tư vấn. Chứ nhiều khi cứ hỏi vu vơ ở trên kênh thì nhiều lúc em không muốn trả lời. Bởi vì là như vậy là mua vang là cần cái sự tư vấn cơ mà. Cần tư vấn về âm sắc, về effect làm sao cho nó phù hợp. Chứ còn như vậy là cứ hỏi vu vơ ở trên kênh thì nhiều lúc em cũng không muốn trả lời. Bởi vì là khi mua các anh em bỏ bớt chút thời gian đi. Bỏ một chút thời gian, bỏ ra vài nghìn tiền điện thoại để mà alo nói chuyện với cái người mà có thể tư vấn cho các anh em nó phù hợp thì cái đấy hiệu quả. Thế thì bây giờ em sẽ thử nhá, sẽ thử nhạc ở trên một cái loa mà nó âm bát non. Đây là một cái loa mà âm bát nó non. Thế bây giờ em sẽ thử nhá. Thank you.
chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngã xê ta. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ. Em thì nhất là rất nhiều loại loa khác nhau nhé. Em thì cũng có, không phải là đủ hết đâu, không phải đủ hết các loại loa đâu, nhưng có rất nhiều các loại loa âm sắc khác nhau. Để mà khi các anh em mua vang ấy thì em sẽ đưa vào để mà test, để mà kiểm tra về cái độ tương thích. Cho nên rằng là một cái vấn đề là khi các anh em mua ấy, là các anh em là cần cái sự tư vấn cho nó hợp lý. Cần cái sự tư vấn cho hợp lý. Dàn nào sáng âm, dàn nào là nhiều bát, tức là âm trầm nhiều, không sáng âm, thì các anh em sẽ cần những cái anh em mà có chuyên môn để tư vấn cho các anh em những cái chiếc vàng mà nó phù hợp. Vừa rồi các anh em nghe phần nhạc nhé, thế còn bây giờ nghe phần mic này. Trên một chiếc loa mà nó non bát, cái loa mà để dưới đất này, em rất nhiều loa nhé, cái loa dưới đất này là loa non bát này và chắc không được sáng nhé. Thì bây giờ sẽ thử âm này, thử âm. Thế còn ở đây nó có cả loa 40, loa 30, loa 25 rồi loa nằm cũng có. Thế bây giờ mới thử một cấu hình này. Một. Cho mic to lên để các anh em nghe nhá. Mic để có 20 thôi. Mic để 20, 30 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Thế thì bây giờ sẽ thử một chế độ nữa này. Các chế độ làm cho bác này này. Sáng tiếng này, dày tiếng này, dễ hát này. Kinh doanh thì cũng cần một chế độ dễ hát này, nhiều dì vọt, ít vang nhại, dì vọt, chống hú, nhiều bát nhiều check, nhiều bát nhiều check, nhiều chế độ, nhiều bát nhiều check, và có một chế độ sáng hơn nữa này, và có chế độ sáng hơn. Thì đối với lại cái đôi loa của bác này là cần bát, cho nên tập trung các chế độ đầu 1 2 3 4 này, sáng tiếng này, dày tiếng này, dễ hát. Dễ hát thì kinh doanh cần dễ hát, nhiều dì vọt này, ít vang nhại, phòng cái vấn đề mà vang nhại nhiều, chế độ dì vọt, chống hú, nhiều bát check và sáng hơn. Thì bây giờ sẽ thử một chế độ số 2 nữa đi. Thử chế độ số 2 này, dày tiếng này. Dày tiếng thì kể cả phần nhạc, phần mic thì cũng phải làm là nó dày tiếng rồi. Nó nhiều ống bát thì nó dày tiếng. Đây là chế độ dày tiếng này. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 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
khách thì nó cũng ba vạ, người thì hát tốt, người không hát tốt, có người hát chẳng ra gì thì cứ đổ lỗi cho cái thiết bị, đổ lỗi cho bộ dàn, đổ lỗi cho quán. Đây là chỗ dễ hát này, một à đâu, xem thử một chế độ nhiều gì vợt này, đây chế độ nhiều gì vợt này, đây là chế độ nhiều gì vợt này. Thì em cũng thử mấy chế độ thôi, nhưng quan trọng nhất là muốn tư vấn cho các anh em ấy là trên nên chọn vang gì để cho nó phù hợp với bộ dàn của các anh em đang dùng.